chắc, mà đà trục trặc thì trục trặc cho luôn. Chứ đừng như con thỏ đứng đầu chuồng, khi vui thì giận bỏng, mà khi buồn thì bỏ đi. Thiệp thương chàng thì đừng cho ai biết, mà chàng có thương thiệp thì đừng để cho ai hay. Rồi ra miệng thể lắc lay cực chàng chín nó rười, mà khổ thiệp đây. Hãy subscribe.